xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một dòng loa, một sản phẩm đến từ thương hiệu Bose, một thương hiệu âm thanh khá là nổi tiếng đến từ Mỹ. Và cái sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người đó chính là chiếc Bose Soundlink Micro. Đây là một chiếc loa di động thiết kế khá là nhỏ gọn. Bây giờ mình sẽ đi vào để đánh giá chi tiết để cho mọi người cùng hiểu rõ hơn về cái tính năng cũng như là cái thiết kế của chiếc loa này. Phụ kiện của chiếc loa này sẽ gồm là một cái dây sạc như thế này và sách hướng dẫn. Trong hộp của nó chỉ gồm hai cái phụ kiện như thế này thôi. Nói về thiết kế thì đầu tiên như mọi người thấy đây là một chiếc loa khá là nhỏ gọn, thiết kế dạng hình vuông, được bo tròn ở bốn cạnh đều nhau. Và cái kích thước của nó có chiều dài và chiều rộng là 9,8 cm, cái chiều sâu của nó là 3,5 cm, đó thì khá là nhỏ gọn. Cái chất liệu của loa thì được bọc lên một cái lớp silicon có độ đàn hồi rất là cao. Mặt trước của loa thì như mọi người thấy ở đây có 3 cái nút điều khiển: nút giảm âm lượng, nút tăng âm lượng và nút tạm dừng phát nhạc. Phía trên thì có một cái logo thương hiệu của Bose. Phần phía dưới này thì những cái lỗ tròn như thế này được gia công rất là tinh tế và tỉ mỉ, nó giúp cho âm thanh được tỏ ra đều hơn. Phía trên đây được trang bị một cái mic có 3 lỗ tròn để giúp âm thanh mình thu vào nó sẽ ok. Về phần ở trên đầu loa thì sẽ có một cái nút nguồn và một cái nút kết nối Bluetooth. Phía chính giữa sẽ có 6 cái đèn tín hiệu, một cái đèn tín hiệu Bluetooth và 5 cái đèn tín hiệu thể hiện cái lượng pin còn lại của loa. Ngoài ra thì phần dưới này có được trang bị một cái cổng sạc micro giúp mọi người có thể sạc pin vào đây. Về mặt sau thì loa được trang bị một cái dây nịch như thế này. Thì với cái dây này chúng ta có thể nịch vào trong ba lô hoặc là nịch vào xe đạp hoặc là bất kỳ đâu mà mọi người muốn chiếc loa này dính ở trên đó. Và cái dây này nó khá là dẻo nha mọi người, nó khá là dẻo và chắc đó. Mình có thể kéo ra này, có độ đàn hồi rất là cao. Về màu sắc của loa, hiện tại loa có 3 màu, đó là màu đen, màu xanh và màu cam. Trọng lượng của loa thì khá là nhẹ, chỉ với 290g, mình có thể cầm trên tay một cách nhẹ nhàng như thế này. Và bây giờ mình sẽ nói về tính năng của chiếc loa này. Thì đầu tiên loa này sẽ kết nối với điện thoại và máy tính bảng hoặc là laptop bằng chuẩn kết nối Bluetooth 4.2. Thì cái phạm vi kết nối của cái chuẩn Bluetooth này là trong vòng khoảng 9m. Cái thứ hai là chế độ chống nước của nó được tích hợp chế độ chống nước là IPX7. Cái công nghệ này nó cho phép là chiếc loa này có thể chống nước ở độ sâu dưới 1m trong vòng 30 phút mà nước sẽ không vào được loa. Thì với cái công nghệ này thì chúng ta có thể sử dụng chiếc loa này ở những cái khu vực giống như là hồ bơi hoặc là phòng tắm, hoặc là chúng ta đi dưới mưa thì chúng ta cũng không sợ loa nó sẽ bị hư. Và bên trong loa được tích hợp một cái viên pin, khi mà mọi người sử dụng một lần sạc thì mọi người có thể sử dụng được 6 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì loa được tích hợp một cái micro ở phía trên đây. Với chiếc micro này thì chúng ta có thể nghe nhận cuộc gọi. Ví dụ như khi mà mọi người đang nghe nhạc, đang tập thể dục nghe nhạc thì có cuộc gọi đến, thì mọi người chỉ cần nhấn vào cái nút chính giữa như thế này là có thể nói chuyện với bạn bè mà không cần phải móc điện thoại ra. Nó còn có một cái ứng dụng kết nối, đó chính là ứng dụng Bose Connect. Thì với cái ứng dụng Bose Connect này chúng ta có thể sử dụng điều khiển thông qua trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant. Và ngoài ra thì nó còn có thể kết nối giữa hai chiếc loa lại với nhau để tạo ra những cái hiệu ứng âm thanh giống như là âm thanh bạc ti hoặc là âm thanh stereo. Một xíu nữa thì mình sẽ cho mọi người nghe thử âm thanh stereo trên cái loa này như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ để cho mọi người trải nghiệm thử chất âm của chiếc loa này để mọi người có một cái cảm nhận, một cái đánh giá nó khách quan, nó ok hơn. We'll be right back.
Và tiếp theo thì mình sẽ cho mọi người nghe thử cái âm thanh stereo khi mà mình kết nối với một chiếc bô Revolut, để cho mọi người thấy cái độ không gian của nó cũng như là cái chất âm của hai chiếc bô kết hợp với nhau nó như thế nào. Xe đạp khách cách tôi vẫn chưa quen, thì sau khi mọi người đã nghe thử chất âm của chiếc loa này thì mọi người có cái đánh giá gì thì vui lòng để lại comment phía bên dưới. Nếu mà mọi người thấy thích video này thì hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Thiên Phú Audio, và mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái clip tiếp theo.